Giang Huy 93 xin chào quý khán giả đang xem YouTube. Hôm nay em sẽ cho anh chị xem một chiếc iPhone có thể sử dụng được hai SIM vật lý. Và đây là hai cái SIM. Anh chị có thể bỏ hai cái SIM vào trong chiếc iPhone sử dụng như chiếc điện thoại Android. Nghĩa là hai cái SIM này có thể lắp vào bên trong cái iPhone luôn. Lắp như là chiếc điện thoại Samsung hoặc Oppo vân vân. Anh chị có thể nhét hai cái SIM vào rất là tiện lợi để anh chị hiểu rõ hơn về chiếc điện thoại iPhone mà mình đang sử dụng. Đây thì đây em có cái que lấy SIM. Em sẽ tháo cái khe SIM này ra. Ở đây cái khe SIM này nó sẽ có hai mặt bỏ được hai cái SIM. Bây giờ em sẽ bỏ một cái SIM trước ở đây. Anh chị thấy ở đây là em bỏ một cái SIM. Em bỏ một cái SIM ở đây. Bây giờ thì ở đây là em bỏ cái mặt ở mặt trước rồi. Bây giờ em sẽ quay ra mặt sau và em sẽ bỏ cái SIM ở mặt sau vào đây luôn. Là tổng cộng là mình có hai cái SIM. Hai cái SIM của hai mặt. Bây giờ thì em sẽ lắp vào trong máy. Máy anh chị sẽ thấy là cái nó xài được hai SIM như sau. Bây giờ khi mà mình lắp vô thì cái điện thoại anh chị ở đây nó sẽ có hai cái SIM. Đây, nó đang tìm kiếm sóng đây. Anh chị thấy nó có hai cục sóng, một cục sóng là Viettel ở dưới và một cục sóng Viettel ở trên. Hai cái Viettel luôn. Vậy thì những cái iPhone nào có thể sử dụng được hai SIM như thế này? Thì trên thế giới chỉ có một bản duy nhất có thể sử dụng được hai SIM vật lý. Và đây là anh chị xem chiếc máy này có thể sử dụng hai SIM vật lý. Là chiếc máy cái mã ZA-A. Thì anh chị sử dụng được hai SIM vật lý. Đây em zoom lại. Tên là iPhone. Tên kiểu máy là đây là iPhone XG. Và tất cả những chiếc điện thoại từ iPhone XS, XG trở lên, XS Max, mã ZA trở lên, tất cả đều sử dụng được hai SIM vật lý. Và hai SIM vật lý nó sẽ có cái số email là SIM mặt trước và SIM mặt sau. Nó không giống như những chiếc iPhone khác. Email SIM mặt sau, email SIM mặt trước, nó ghi rõ ràng là mặt trước và mặt sau đàng hoàng. Còn đối với những chiếc điện thoại khác thì nó ghi là các SIM khả dụng. Email ở trên là email, ở dưới là email 2. Nó không ghi email 1 nhưng nó ghi là email và email 2. Thì mình hiểu nôm na là email 1 và email 2. Email ở trên là sử dụng SIM vật lý, còn email ở dưới là dùng eSIM. Và đối với những chiếc iPhone không dùng được hai SIM vật lý thì từ iPhone XS, XG, XS Max trở lên mình có thể sử dụng hai SIM, nghĩa là một SIM vật lý và một eSIM. eSIM thì đây là eSIM. eSIM thì anh chị chỉ cần ra nhà mạng làm eSIM và người ta sẽ cấp cho anh chị một cái mã QR như ở đây. Sau đó thì mình lấy điện thoại mà mình quét vào. Và cái cách quét thì mình quét như sau. Anh chị muốn sử dụng eSIM thì trên chiếc điện thoại anh chị vào trong mục di động. Sau đó anh chị kéo lên. Ở đây nó sẽ có cái mục thêm eSIM. Anh chị bấm vào thêm eSIM. Anh chị quét QR là cái SIM anh chị sẽ có trong cái điện thoại anh chị luôn. Khi anh chị bấm vào một QR thì nó sẽ ra một cái mục để cho anh chị quét eSIM như thế này. Lúc này anh chị quét vào là eSIM bắt đầu kết nối, được thiết lập vào bên trong điện thoại. Anh chị sử dụng như chiếc máy có hai SIM vật lý ở đây. Nó sẽ có hai cái SIM và có hai cục sóng. Đây là một trong những chiếc máy hai SIM vật lý. Anh chị xem sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này trên chiếc điện thoại của mình. Và với chiếc điện thoại anh chị sử dụng, anh chị xem có mã ZA hay không. Nếu không có ZA, nghĩa là máy anh chị xài eSIM khi muốn sử dụng SIM 2. Còn nếu như bản ZA thì chỉ cần lắp thêm một cái SIM ở mặt sau nữa là xong. Rất là tiện lợi cho anh chị. Video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em.
Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.